thêm mới anh Quý được không? Alo. Đấy. Mấy lần lắm. Tôi lửa tái đây. Theo như em nói vậy mà bắt làm nè. Anh ca lên tả cũ rồi. Nay năm rồi, em tính cho anh chứ. Còn điện được. Hả? Còn hết rồi. Mua pháo giờ gần 200 triệu rồi. Còn mấy triệu? Tỏa tiền qua phim đây nữa. Chạy với 30 này, 30 là 3, 5, 15 là 23 cũ rồi này, là 65 triệu này. Tôi là Trường, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và lần đầu tiên thì qua một cái dịp làm từ thiện và được anh Bản giới thiệu là loại sâm ngọc linh rất tốt cho sức khỏe. Cho nên là lần đó chỉ mang theo có 200 triệu mua được 2 ký thôi. Và lần này chuẩn bị hơn 500 triệu ra đây chỉ mua được 4 ký. Mua mục đích là về ngâm rượu uống rồi bồi bổ sức khỏe để cho ông bà già và chính bản thân mình. Cho nên là tôi rất là khi được trực tiếp ra đây mua tôi rất là vui sướng. Cảm thấy nó thoải mái, cảm thấy nó cái cảm giác là mình mua được cái sâm nó sâm chính hiệu. Cho nên là cảm giác rất là yên tâm. Kể cả bỏ ra mấy trăm triệu nhưng mà rất là cảm thấy rất là sung sướng. Bác tài.